Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021. Có khá là nhiều bạn hỏi tôi và nói rằng là anh nói rất nhiều nhưng anh có thể hệ thống lại những cái điều anh nói về 3C được hay không? Thế thì ở clip này tôi cũng bỏ một chút thời gian để mà tôi với các bác cùng phân tích xem rằng là có đúng hay không, có thiếu điều gì, hay rằng là có quy chụp với đội 3C ở điều gì hay không, thì chúng ta chuyển qua một vài gạch đổ dòng. Bởi vì ở đây á, nó có từng cái đặc điểm nhận dạng một. Ngay cả, tôi xin xin phép nhé, ngay cả các bác nào đang xem kênh, không phải 3C là còn là quần quần con để mà gọi rằng là fan của siêu Phương Hằng đâu, nhưng mà đa số là như vậy, cho nên mình lấy ví dụ thôi. Còn các bác nào mà có đầy đủ những cái yếu tố này hay chỉ là một phần ở trong những yếu tố này thì các bác cũng tự xem lại chính mình. Bởi vì chúng ta gọi rằng là xem YouTube chúng ta làm gì đó để học hỏi, để phản biện lẫn nhau, chứ không phải rằng là chúng ta tìm những cái gì đó mà tôi cũng rất khó giải thích với các bác. Có nghĩa rằng là ngay cả những fan của kênh Trang Trang TV hay của bất cứ kênh nào khác mà có những cái yếu tố như tôi nói ở trong này này thì cũng tự xem lại chính mình luôn. Bởi vì chúng ta không thể nào có tiêu chuẩn kép được. Bởi vì tiêu chuẩn kép nó là một cái thứ rất khó nói và giải nghĩa. Không nhiều lời với các bác nữa, chúng ta hãy thử xem rằng là đội 3C có những cái đặc điểm như thế nào để mà chúng ta cần phải có một cái nhận dạng nhất định. Chúng ta nhận diện 3C nhé các bác. Tôi đã để một cái màn hình như thế này và tôi sẽ gạch đầu dòng từng cái một để các bác và mọi người có thể nhìn rõ và nhận diện xem 3C thực tế là như thế nào. Đặc điểm thứ nhất của 3C á, thì nó là cái tính bầy đàn vô cùng khủng khiếp. Tính bầy đàn vô cùng khủng khiếp mà tôi hay gọi là cừu đấy. Thì ở đây á, nó có một cái nó gọi rằng là ví dụ như thế này. Các bác nào chỉ cần lên mạng, các bác search một dòng chữ, đó chính là tìm hiểu về cái hiệu ứng bầy cừu, tức là shuffle. Họ bị ảnh hưởng như thế nào và kể cả đám đông tâm lý của chúng ta bị ảnh hưởng ra làm sao, thì đó là cái hiệu ứng. Không phải tôi nói họ là cừu, nhưng nếu mà họ bị ảnh hưởng như vậy thì cũng có thể gọi là cừu được. Bởi vì đây là một thuật ngữ shuffle và các bác nào chỉ cần tìm hiểu thôi, ít nhất chỉ một dòng hay một động tác mà chúng ta tìm hiểu được thế nào là tính bầy đàn thì cũng thêm được một cái kiến thức, đúng không ạ? Chứ không cái này chưa gì đã nhảy dựng lên là rất dở. Đây các bác có thể nhìn thấy thứ thứ nhất, và cái thứ hai các bác có thể thấy rằng là họ sẵn sàng thốt lên những cái lời thô tục. Những lời thô tục này các bác có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, đặc biệt ở trên những cái trang của đối thủ. Bầy đàn kéo đi tấn công một cái trang nào đó và ở đó thì họ bắt đầu có những cái lời ví dụ như là thể hiện các comment. Ngay cả trên kênh của tôi cũng vậy, những lời thô tục một cách khủng khiếp nha các bác đó. Rồi họ nguyền rủa người khác, tôi lấy ví dụ nguyền rủa người khác là à mày bao giờ mày bị thế này, bao giờ mày bị thế kia, rồi ta hóng này mày sẽ nọ thế kia, sao mày không chết đi, sao mày không bị bệnh đi, vân vân. Tất cả mọi thứ các bác có thể nhìn thấy là cách nguyền rủa người khác kinh khủng. Tôi không nghĩ rằng là con người với nhau lại có thể thốt lên được những từ như thế, thì đó là cái mà các bác có thể nhìn được. Và đặc biệt họ có những cái nó gọi là body shaming. Body shaming có nghĩa rằng là phỉ báng thân thể người khác. Cái thuật ngữ body shaming này các bác có thể thấy rằng là cả thế giới người ta cũng có, nhưng mà chúng ta nhận biết nó để chúng ta thấy rằng là khi nào chúng ta mắc phải nó chúng ta rất dở. Ở đây không chỉ là tôi đâu, tôi thì bị nói rằng là à cái thằng đầu không tóc, cái thằng đầu trọc, cái thằng béo, rồi cái thằng như nọ thế kia. Rồi một vài người nói rằng là tôi 35 tuổi rồi, tôi biết xem về tướng số, ông này là người không có hậu, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó gọi rằng là cái body shaming. Và ngay cả những người như là Quỳnh Như chẳng hạn, Quỳnh Như cũng bị body shaming. Rồi ví dụ như là cả siêu Phương Hằng cũng bị những người mà anti fan của siêu Phương Hằng vào để body shaming cái việc đó. Thì rõ ràng đây là việc không thể chấp nhận được. Chúng ta đã đưa ra một cái mà phê phán cái body shaming thì có nghĩa rằng nó áp dụng chung với tất cả, chứ không chỉ là một người. Thậm chí rằng là nhiều người body shaming cả hội của bên chỗ Master Vui Vẻ, hội Gobo á, thì cũng là không nên nha các bác. Cái điều thứ ba nữa rằng họ quy chụp rất bất chấp. Cái này thì rất dễ giải nghĩa rồi đúng không các bác? Quy chụp cực kỳ bất chấp luôn, không cần biết cái gì cả.
Và cái thứ tư, tại sao họ quy chụp bất chấp? Bởi vì họ thiếu cái hiểu biết về mặt pháp luật hay kiến thức. Chỉ nói riêng về mặt pháp luật thôi nha các bác. Thì tôi chỉ lấy ví dụ thế này. Rất nhiều người không phân biệt được cá nhân với pháp nhân là gì. Chỉ lấy đơn giản ví dụ như là một cái điều rằng là tiền của chị ấy bỏ ra thì việc gì phải sao kê. Họ không hiểu được rằng là cái tiền của cá nhân với cái tiền pháp nhân là như thế nào. Đấy là một cái cực kỳ thiếu hiểu biết. Hay rằng là họ có hiểu biết nhưng họ không dám nói, họ bất chấp, quy chuẩn bất chấp, gọi là cãi tay đôi bất chấp, biết sai nhưng vẫn cãi. Khổ thế chị. Không biết trên đời này các bác đã bao giờ gặp những cái người rằng là biết thừa là sai nhưng mà cãi lấy được. Chỉ riêng cái việc mà không phân biệt được cá nhân với pháp nhân thì đã thấy rằng là họ họ cực kỳ thiếu hiểu biết về mặt kiến thức. Rồi họ ngại nói về các điều khoản quy định pháp luật. Ví dụ như các bác khi tranh luận cái này nhé, khi nói về một cái điều luật nào đó, khi các quy định nào đó, các hiện tượng cấu thành, thì ví dụ như thế này, cái điều 331 thì bốn cái yếu tố để cấu thành nên cái điều 331 nó là cái gì. Rồi các bác có thể thấy rằng là khi quy định chúng ta đào sâu vào đó, rồi là các điều khoản, các khoản, rồi là các khoản A, khoản B, A, B, ví dụ đấy. Khi chúng ta mà tranh luận trên những cái điều đó và dựa trên những định nghĩa, dựa trên những cái thứ mà pháp luật, thì tự dưng chúng ta lại có thêm những kiến thức và hiểu biết. À, hóa ra trước nay tôi hiểu khoản này là như thế này. Nhưng mà qua quá trình tranh luận này tôi tự đi tìm hiểu và tôi phát hiện ra nó không giống như tôi nghĩ. Thế là tôi thêm được một cái kiến thức ở trong người. Đó. Nhưng các bác có thể thấy rằng là cái đám 3C ấy, là họ rất ngại nói về các điều khoản hay quy định của pháp luật. Thường thường ấy, họ sẽ dùng những cái thứ khác để mà nói. Nhưng mà khi nói đến pháp luật phát cái rằng là họ gần như là né. Đó là cái mà các bác có thể nhận dạng được cái đám 3C như vậy. Ví dụ như là các điều khoản nhé, ví dụ như là Nghị định 93 năm 2019 chẳng hạn. Nghị định 93 2019 là điều chỉnh những cái quỹ như là quỹ hằng hữu, quỹ thiện tâm hay một loạt các quỹ khác, các quỹ tư nhân chẳng hạn đó, ở các quỹ đó để mà huy động vốn. Thì trong Nghị định 93 năm 2019 này thì quy định rất rõ, ví dụ như là cái phần nghĩa vụ nha. Đó, ở cái điều 8 khoản 2 thì có phần nghĩa vụ, phần 2E, 2G, 2Y. Thì bác nào mà tiện thì các bác vào để quy định đó. Hay ví dụ như là về cá nhân từ thiện cá nhân thì vừa rồi tháng 11 cũng vừa ra cái nghị định 93 năm 2021 đó, nó khác nhau số năm này, một cái 19 này, một cái 21 này, nó khác nhau. Và bây giờ thì các nghệ sĩ hoàn toàn có, hoặc là bất cứ ai có thể làm để huy động tiền từ thiện miễn là đảm bảo những cái điều ở trong đó. Rồi các bác có thể thấy là họ họ không hiểu gì về những cái điều ví dụ như là 331, điều 155, 158 của Bộ luật hình sự. Họ ngại lắm về những điều khoản này lắm. Và các bác là như vậy. Đó là cái mà chúng ta có thể nhận biết được. Cái điểm thứ tư là thiếu hiểu biết pháp luật. Còn cái điểm thứ năm thì các bác có thể thấy rằng là các phương pháp ngụy biện của đám 3C này thì được thực hiện một cách rất nhuần nhuyễn. Đây là cái giỏi duy nhất của họ. Đó là giỏi ngụy biện. Cực kỳ giỏi luôn. Báo cáo với các bác rằng rất giỏi trong các phương pháp ngụy biện. Được thực hiện một cách rất nhuần nhuyễn. Các phương pháp ngụy biện thì có nhiều phương pháp, nhưng một trong những cái phương pháp nổi tiếng là công kích cá nhân. Đó. Công kích cá nhân này nó có quy trình 4 bước nha, tôi đã có làm cái này rồi. 4 bước, ví dụ như là bước đầu tiên khi thấy mình không công kích được thì lập tức rằng là đào bới cái quá khứ quá cá nhân của người ta. Đó, cá nhân của người ta. Và ví dụ như là ông chỉ đạt điểm 2 năm lớp 2, ví dụ thế. Nghĩa là đào bới quá khứ. Và sau đó rằng là phát hiện ra một cái điểm gì đó ở trong quá khứ và sau đó kết luận rằng là cái ông này là không đáng tin và sau đó rằng là kết luận cái việc của quá khứ nhé, từ cái việc quá khứ tìm ra được một cái điểm nào đó, sau đó kết luận là cá nhân của ông này là không đáng tin và sau đó rằng là quy tiếp một cái bắc cầu sang rằng là cá nhân ông đáng tin thì có nghĩa rằng là cái ông đang nói cũng không đáng tin luôn đó. Thế cho nên là cái công kích cá nhân này là thực hiện rất nhiều. Quy trình 4 bước thì các bác nào tìm lại trên kênh tôi giải thích rất rõ cái này. Rồi các ngụy biện như là lấp liếm này, đánh cháo khái niệm này, đánh bùn sang ao này. Có những cái mà tôi vẫn nói đầy đủ ở trên mạng và đầy đủ mọi người. Ví dụ như là kể cả ông Trần Hùng, ví dụ đấy. Ông có làm cái 1.000 cái công vụ viên Phạc Ma này được đưa ra vừa rồi ấy, cả Bộ Y tế đều gần như là ra đi, thì công rất lớn là của ông Trần Hùng và nhiều người khác nữa. Nhưng người ta biết nổi tiếng là ông Trần Hùng làm việc này. Thế nhưng mà chỉ cần một cái lỗi nhỏ thôi, tôi nói là bọn tôi cũng không bênh gì ông Trần Hùng, chỉ cần một lỗi nhỏ thôi. Ví dụ này, đó là cái mà chúng ta có thể thấy rằng là
Và tôi ủng hộ pháp luật vào cuộc cái việc đó, làm rõ trắng đen như ông Trần Hùng, xem rằng là ông ấy có thật sự là bị thế nọ bị thế kia hay không đó, để chúng tôi còn biết. Còn quan điểm của những người đó là thì không bênh. Nhưng mà chúng ta thể thấy rằng là người ta chỉ vì một vài cái oxy này, chỉ vì cái từ thiện quỹ hằng hữu này, một vài cái, và người ta sẵn sàng là bỏ qua tất cả mọi cái thứ khác đó. Các phương pháp ngụy biện như là lấp liếm này, đánh cháo khái niệm này, đánh bùn sang ngao là được họ thực hiện rất nhuần nhuyễn. Đấy là cái thứ năm các bạn có thể nhìn thấy. Và cái thứ sáu, bản thân tại sao họ như vậy? Bởi vì họ là những kẻ loser, chúng ta hay gọi như thế, là những người thất bại. Thì có những đặc điểm của những người loser thất bại ấy, thì các bác có thể nhìn thấy ở đây. Tôi có thể vạch ra một vài cái cơ bản để các bác có thể nhìn thấy như thế này. Ví dụ như là họ thể hiện là người thích đạp người khác xuống thay vì nâng cấp bản thân lên. Đáng nhẽ trong mọi cái câu chuyện ấy, kể cả họ ý kiến trái chiều hay thuận chiều, thì tốt nhất là phải đi tìm hiểu cái thông tin nếu mà mình thật sự là cảm thấy có cái vấn đề chưa hiểu rõ ở đó. Thì trong cái quá trình tìm hiểu đó thì mình sẽ nâng cấp được bản thân mình lên thông qua những cái kiến thức đó, cái kiến thức tìm được à, nhà các bác. Thế nhưng ấy, họ sẽ không dùng cái cách như vậy, bởi vì tự nâng cấp bản thân, tự học hành, tự đi tìm hiểu thì nó mệt, nó lâu quá. Trong khi đó là một vài cái dòng mà phỉ báng người khác thì nó dễ hơn nhiều. Thế cho nên á, đó là một trong đặc điểm của những người thất bại, đó chính là thích đạp người khác xuống thay vì tự nâng cấp cái bản thân lên. À, ta hơn người khác là bởi vì ta không cho mày ngóc đầu lên dậy được. Thì đó là đặc điểm của những người như vậy. Rồi các bác có thể thấy rằng họ rất rảnh thời gian. Đó. Rất rảnh thời gian. Mà comment không có ý nghĩa luôn ấy. Đó. Chỉ để chửi bới vũ trụ, quy trục. Thì các bác thấy rằng là họ sẵn sàng làm cái việc như thế. Và tôi cho rằng đó là vô bổ. Nhiều bác sẽ vẫn comment rất chăm chỉ. Nhưng các comment của bác, của các bác đấy là chứa đầy những cái trí tuệ, những cái hiểu biết, những cái nhận định của cá nhân của mình để mà muốn người khác cũng thể hiện qua đó là tôi có một cái góp ý hay một cái gì đấy. Nhưng ở đây á, các comment của những người này thì thường thường là vô giá trị. Nhiều khi comment một câu rằng là ông đầu chọc biết gì mà nói, ô hay đầu chọc thì liên quan gì đến cái mồm, đúng không ạ? Liên quan gì đến cái bộ não, liên quan gì đến neuron thần kinh, ví dụ thế. Đấy, nó thể hiện ngay ở cái mà tôi vừa nói đấy, là rất thiếu suy nghĩ, không suy nghĩ trước khi comment. Toàn đi chửi đục chửi bậy không thì cuối cùng là comment tục chửi bậy ra thì bị người ta đánh giá xấu hổ, nhưng mà có suy nghĩ gì đâu, người ta gọi tay nhanh hơn não đó. Và thiếu kiên nhẫn, tôi lấy ví dụ này, rất nhiều comment và đơn giản là tôi hay nói rằng là họ chưa kịp nghe gì ở một cái video clip nhá, mà tôi để ở chế độ công chiếu, có nghĩa rằng là công chiếu nó sẽ hiện lên trên trang và nó có thể là nổ cái thông báo cho các bác và mọi người 10 giờ mới công chiếu video, và tôi bật nó lên từ 9 rưỡi thì lập tức rằng rất nhiều người sẽ vào đó họ thả dislike. Họ thả dislike trước. Đó. Không có cái gì đã hoặc là comment chửi bới chửi rủa trước. Không cần biết ông nói gì, việc của tao là chửi mày, việc của tao là tấn công mày, việc của tao là sỉ nhục mày, chứ không phải việc của tao là tiếp thu những cái gì mà mày nói mà để phản biện. Nên tao không cần có phản biện mày, tao chỉ thích chửi mày thôi. Đó là đặc điểm của những người mà chúng ta gọi rằng là những kẻ loser, và họ thiếu kiên nhẫn, không cần tìm hiểu thông tin trước khi comment. Và họ luôn ganh ghét với những người hơn mình, đó là cái gato. Và cáo với các bác rằng á, hôm trước có một cái email có nói rằng là bản chất những người này là gì, thì tôi cũng có chia sẻ với các bác như thế này. Thực tế họ không phải là vì siêu phương Hằng đâu. Siêu phương Hằng chỉ là một cái giả danh để họ mượn là tôi là fan của bà này thì bà ấy thôi. Nhưng mà họ luôn luôn thích vùi dập người khác như các bác thấy ở trên đó. Bởi vì đơn giản tại sao? Bởi vì động cơ của họ là gan ấy. Nghĩa là ghen ăn tức ở. Họ không thích người khác đẹp hơn mình, người khác giàu có hơn mình, và đặc biệt không thích người khác hạnh phúc hơn mình. À, nó cũng liên đới ở cái trên này, có nghĩa rằng các bác có thể nhìn thấy ở trên này là họ thích đặt người khác xuống thay vì nâng cấp bản thân lên. Đó. Thế cho nên đó là một trong những cái bản tính để mà gato, ganh ghét, ghen tị với người khác. Và số lượng này luôn rất nhiều nha các bác. Nếu như giả sử các bác thấy rằng là CEO Phương Hằng mà không nói về những ngôi sao như là những ngôi sao, những người ví dụ như là đấy, mà nói một cái kẻ vô danh hay những người nổi tiếng, mà nói một kẻ vô danh mà các bác không biết, thì tự dưng rằng là có ai nói gì đâu, đúng không? Một người nghèo khổ chẳng hạn đó, thì tự dưng là khổ ngay, không ai thèm thèm quan tâm đến CEO Phương Hằng hết. Đấy là các bác có thể nhìn thấy như vậy. Và ở đây tôi chỉ đưa ra một số cái tổng kết như thế này.
Tất nhiên là như sau cái trên là tổng kết rồi, nhưng mà ở cái tâm tính của họ ấy, thì các bác có thể nhìn thấy ra họ thể hiện cái tâm tính của họ là rất ác độc, rất ác độc. Bởi vì nguyền rủa người khác, chửi bới nhục mạ người khác, nó thể hiện một cái tâm sân, cái chữ tâm sân ấy, sân si ấy, là rất ác độc ở chỗ đó. Để mong muốn người khác phải chết đi, mong muốn người khác phải họ thế kia, rồi thậm chí rằng ngay cả người đã chết họ vẫn phỉ họ vẫn phỉ báng. Người đã chết rồi họ vẫn sỉ nhục, mà sỉ nhục này không phải là ấy, mà ngay cái lúc người ta chết thể hiện không có một tí nhân văn nào. Rồi tính bầy đàn, các bác thì thấy Alonso cùng nhau nhảy vào để mà hô hào người khác, ví dụ đấy. Đơn giản với một số người ấy, họ suy nghĩ rằng là họ sẽ có một cái gì đấy không thích chẳng hạn, không thích thì đơn giản họ không nghe nữa thì thôi, đơn giản. Nhưng đây họ phải hô hào, kéo người khác, kích động người khác là mọi người ơi ăn sắp đi, mọi người ơi bỏ đăng ký đi, mọi người ơi vào chửi chết cái thằng Hoàng Dâu này đi, chúng ta có 90 mấy triệu người dân Việt Nam cơ mà họ chỉ có vài nghìn người, chúng ta hãy xông vào chửi chết họ đi. Đó là tính bầy đàn, kích động. Các bác thì thấy rằng cái tâm tính như vậy, và câu hỏi trả lời có chính nghĩa không thì chắc chắn báo cáo với các bác rằng là không. Và bởi vì không, đúng không? Và hệ lụy cho xã hội thì rất nhiều. Tôi chỉ xin nói hệ lụy xã hội. Tôi dùng một cái thứ câu nói của trong livestream của chị Phương Hằng hôm qua ấy, rằng mọi người bảo rằng tôi đeo bám vào Phương Hằng ấy, rồi núp váy nọ kia, thì xin báo cáo với các bác này. Hôm qua CEO Phương Hằng khi được hỏi về tỉnh Thất Bồng Lai thì đã nói rằng đây là vấn đề của xã hội chứ không phải là vấn đề cá nhân của chị ấy nữa. Cho nên chị ấy cảm thấy rằng tự có quyền. Thì ở đây tôi cũng trả lời một cái logic y như là chị Phương Hằng thôi. Đây là một vấn đề của xã hội. Vấn đề livestream của chị Phương Hằng là một vấn đề của xã hội. Và nó gây hệ lụy nha các bác. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó truyền bá một thứ văn hóa vu khống, quy chụp, chửi tục. Các bác nào nghĩ đi. Trước đây không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu. Và thậm chí những người mà có văn hóa gọi rằng vu khống, quy chụp và chửi tục ấy, họ cũng ít cái lượt view, ít cái lượt tương tác. Nhưng bây giờ các bác có thể thấy rằng là càng chửi mạnh thì càng lắm view, càng vu khống nhiều thì lại càng lắm sắp. Cái hệ lụy này nó rất khủng khiếp, các bác thấy không? Đó. Các bác nào quan sát các bác nhìn thấy ngay. Đó. Truyền bá một thứ văn hóa như thế. Và dần dần đấy, bình thường trước đây ấy, vu khống người khác là người ta cảm thấy xấu hổ với bản thân, nói những điều không có thật thì tự bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ về mặt đạo đức. Nhưng bây giờ các bác có thể thấy rằng là từ cái việc của CEO Phương Hằng đưa ra là họ sẵn sàng mà vu khống, quy chụp rồi chỉ tục người khác, nhưng cái cảm giác tội lỗi đó không còn nữa. Đó. Và cái việc này càng ngày càng nhiều thì tự dưng một người cảm thấy như thế lại không nói làm gì, nhưng 10 người, 100 người, 1.000 người, rồi là 100.000 người như thế, thì cuối cùng cái vấn đề này nó lại trở thành một cái bình thường hóa trong xã hội. Và như vậy nó tạo ra một cái thứ văn hóa nó cực kỳ tệ hại. Nhưng cái vấn đề ấy, người ta không cảm thấy nó tệ hại, người ta cảm thấy nó bình thường. Đó mới là cái hệ lụy. Nha các bác. Cũng giống như tôi nói là cái hệ lụy của thời kỳ 10 năm. Trước đây ấy, nhận tiền á, xấu hổ lắm. Có nhiều thầy cô giáo được cảm ơn cái đưa cái phong bì là rút mãi tay không dám nhận vân vân. Nhưng bây giờ á, không có phong bì á, bắn đằng kia, không nói chuyện, kiểu kiểu này. Đó là cái hệ lụy. Người ta coi nó là bình thường và thậm chí là coi nó rằng là cái việc tất yếu phải làm. Rồi các bác có thể thấy rằng là cái việc này với cộng đồng quốc tế nó làm ảnh hưởng tới danh dự thể diện của người Việt, đặc biệt là những cái đội mà nhân danh cờ đỏ thì ảnh hưởng đến cả đảng, cả chính phủ, cả tầm quốc gia luôn. Đó. Người Việt đâu có như thế, người ta nói người Việt thân thiện cơ mà, người Việt bác ái cơ mà, người Việt nhân văn cơ mà. Thế những người này có thể hiện rằng là người Việt gọi rằng là văn minh, lịch sự, thanh lịch đúng không? Bác ái nhân văn thì ở đây có không? Làm gì có, đúng không? Cho nên những cái việc họ làm đó là ảnh hưởng tới danh dự thể diện của người Việt, và đặc biệt họ làm mất an ninh, trật tự, kỷ cương của xã hội đó. Các bác có thể thấy những câu chuyện drama liên tục. Các bác có thể thấy rằng ngay cái sự kiện liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai và hàng nghìn người bao vây như vậy, thì các bác thấy rằng là tình hình chính trị, trật tự, kỷ cương xã hội nó cũng bị mất đi rồi, mất một phần đi rồi đó, rất khổ. Đó là những cái mà tôi có thể chia sẻ với các bác về những cái điều này, để chúng ta nhìn thấy rằng là nhận diện được 3C là như thế nào.
À, rất rõ ràng đúng không ạ? À, chắc chắn là chưa đầy đủ đâu, bởi vì trong cái quá trình này còn có nhiều cái điều nữa, nhiều cái điều nữa. Tôi mong rằng là các bác và mọi người thì cùng góp ý thêm để chúng ta cố gắng để phải truyền bá một cái thứ gì đó nó tử tế, nó tốt cho xã hội thay vì những cái thứ như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.